theo đi. Xin chào các bạn, hôm nay mình có bể cá. Và trong đó hai cái đèn để cho cây, trong đó một quả thần cho con cá nó mát. Xong rồi cả một quả thần ăn lên bên để trên kia nữa. Đó. Sau đó, tí nữa mình sẽ quay phim. Đó chính là quả thần kia nó sẽ tự quay mà mình không cần phải bấm nút gì hết. Mà nó cần dây điện. Mà mình đã bật sẵn rồi thì bố của mình sẽ không đi ra chỗ này hết. Bởi vì bố cần phải cắm điện và mình không được quay lại bố. Mình chỉ được quay ở trên chỗ quả thần chuẩn bị quay. Trong đó nếu mà bố quay được rồi thì bố nhớ là hãy quay xuống bể cá được không? Rồi. Cảm ơn. Được rồi. Quạt đã quay. Giới thiệu đi. Trong đó bể cá của tôi. Đây. Đây cái gì đấy? Hộp số. Của cái gì con? Của cái quạt thần Iron Man kia. Quay quạt thần Iron Man. Ok. Đang bật lại hộp số đi để bố quay nào. Rồi con ra giới thiệu bể cá con đi xem nào. Bể cá con là những gì này?